Rồi, chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái clip ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay là mình quay lại cái vấn đề nuôi cua đồng của mình nha mọi người. Hôm nay mình muốn chia sẻ tới mọi người là tốc độ sinh trưởng của cua đồng nha mọi người. Hôm nay đàn cua của mình đã được 1 tháng rưỡi tuổi rồi nha mọi người. Mình thấy nó phát triển rất là nhanh nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Đây nè mọi người. Mọi người thấy nó nằm ở dưới lục bình không? Lúc trước thì mình quay gần mình mới thấy nha mọi người. Còn bây giờ là mình quay trên cao nè. Là nó to lắm rồi. Nó gần bằng ngón tay cái mình rồi nha mọi người. Mới có 1 tháng rưỡi à, nó lên lớn như vậy anh. Đây có con này to nữa nè mọi người. Đây là con cua mẹ nha mọi người, cua giống. Mình chưa có làm hồ xong nên mình chưa có tách ra nha mọi người. Mình vẫn giữ nguyên để trong hồ luôn. Đợi mình làm xong là mình sẽ đem con giống bố mẹ này ra nha mọi người. Mình tách ra. Đây nè mọi người, nó nằm dưới lục bình nhiều lắm luôn á. Trong vòng 1 tháng rưỡi mà nó đã lớn như thế này nha mọi người. Mình thức ăn mình cho là cám nha mọi người, cho ăn cám. Khẩu phần ạ, ăn là chất đạm của nó là khoảng 30 đến 40% nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên thử vài con lên xem nó như thế nào nha mọi người. À, khoan, để mình quay mình bỏ thêm chuối vô nha mọi người. À, nó nằm trên chuối nè, nhiều lắm. Con này khá to, lứa đầu chắc khá to. Mình có thả thêm mớ ốc bươu vàng nha mọi người để cho nó khử nước nữa, nó ăn ba cái chất bẩn này nè. Đây nè mọi người, ăn cái dèo mình nè. Cái dèo cà rô của mình đợt trước mình bắt lại giữ lại để làm giống đó mọi người. Nó bù lên cái dèo. À, khá to luôn á. Ngón tay cái của mình nè mọi người, nó gần bằng ngón tay cái mình rồi nha. Mình bắt lên cho mọi người xem. Ơi, nó bò lên tới trên luôn rồi. Đây nè mọi người, con này to nhất trong đàn nè. Đó, thấy không? À, nó nằm ở trên mấy thẳng con ốc á mọi người.
cá mòi nha mọi người. Mình mà mua về mình cho nó ăn lăng quăng á. Rồi đợt nuôi sau này mình sẽ nuôi thêm cá tía vàng và mình thử nuôi cá nàng hai nha mọi người, cá thác lát á. Tại mình đang ương mấy con cá này nè, cá mòi này nè, để làm thức ăn cho nó luôn nha. Cá thác lát thì nó ăn đồ sống nha mọi người, cá sống nữa, và cám thì cũng có ăn nha mọi người, nhưng mà mình phải thêm cá sống rồi vô cho nó ăn. Đây nè mọi người, nó nằm láng lình. Mấy con cá này nó đẻ rất là nhanh nha mọi người, cũng rất là nhiều nữa. Mình sẽ ươm nó, sẽ nuôi nó nhiều để làm thức ăn luôn nha mọi người. Đây hồ cá bảy màu nha mọi người. Lúc trước thì mình thả vô cái hồ bên đây nè, cái hồ cua á. Giờ nó đẻ ra nhiều, rất là nhiều rồi, nên là mình mới vớt ra đây để mình đã xây hồ xong nha mọi người. Đây nè, cái hồ đằng trước mình nuôi cá rô đồng đó mọi người. Bây giờ mình thu hoạch hết rồi là mình xây lại, mình ngăn làm ba nha mọi người. Mình làm ba hồ. Mình chạy nước, mình ngâm hồ nha mọi người. Ngâm hồ mình đợi đặt giống đem về là mình thả xuống mình nuôi nha. Cái này một hồ bình quân của mình là ngang 2 m, dài 2,5 m nha mọi người. Quay lại mấy con cua nha mọi người. Đây nè, lớn khá khá nhanh nha. Này là ống bu vàng nha mọi người, chứ không phải ống bu đen, ống bu vàng. Mình cũng bắt ngoài ruộng á, mình đem về mình thả vô. Mình thì mình nuôi cua đồng này là mình bắt giống tự nhiên nha mọi người, nên không có cần phải đi mua giống, nên cũng tiết kiệm chi phí nhiều nha mọi người. Chỉ mua cám mà cho nó ăn dặm thôi, cho ăn cám xong rồi củ mì hoặc khoai lang mọi người, mình băm nhuyễn ra mình liệng vô là nó ăn hết rồi. Khoai lang thì nó rẻ, 3-4 ngàn, 4-5 ngàn ký à.
nên mình cho nó ăn khoai lang, hút cho nó mau lớn mình cho ăn thêm cám nha mọi người. Lớn rất là nhanh luôn á. Đây để mình bắt con bự. Bắt con này lên cho mọi người xem. Nó bò nhanh quá mình bắt không kịp nữa. Đó. Nào mọi người. Các bạn ngón tay cái mình rồi đó. Nó có thằng tử. Mình quay ban đêm là tại vì cua nó lên nha mọi người, cua nó lên dễ dễ thấy, dễ quay cho mọi người thấy. Còn ban ngày thì nó núp dưới lục bình hết nè, chui vô lục bình nó nằm hết nên cũng khó thấy, quay khó thấy lắm mọi người. Cua này thì nó ăn tạp nhạp nha mọi người, cái gì nó cũng ăn được hết à, nên cũng khỏi phải sợ nguồn thức ăn nha mọi người, khỏi lo nguồn thức ăn. Đây có con này chà bá luôn mọi người. Rồi, video đến đây thì kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh và để theo dõi đàn cua của mình trong lần về quay video tiếp đó nha mọi người. Hôm nay là nó được 1 tháng rưỡi rồi đó. Khoảng 2 tháng, 3 tháng mình sẽ quay tiếp tục nha mọi người. Rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.